Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game trốn tìm. Đấy, thì ngày hôm nay là mình với cả Noob Team sẽ trốn tìm ở một cái hòn đảo hoang. Từ nhà đây mình sẽ ra đây cho bạn tham quan cái hòn đảo hoang. Đấy, bạn thấy không? Ui, chỉ có một căn nhà duy nhất thôi. Đấy, xung quanh là có rất là nhiều gọi là nước các bạn. Đại khái là chúng ta sẽ trốn tìm trên đó. Đây, đây và thôi và lại yeah. Khu vực chọn người đi trốn và người đi tìm đây. Ê, ai sẽ là người để cho chuột mình đi tìm nữa. Chuột mới vay bạn. Ok, cho chuột mới vay đi tìm đấy. Bởi vì là chuột sợ rằng là chuột không có tìm thấy mọi người ở round tiếp theo. Đây. Ui, qua bên này chúng ta sẽ phải game mode 2 lại đấy các bạn ạ. Không thì nó sẽ bị tàng hình. Đấy. Rồi. Qua đây nhé, đi xem rồi. Rồi, ok. Sau 20 giây nó sẽ bắt đầu. Đấy. Vanh, mỗi người, mỗi anh em bắt 2 người nhá. Nhớ rằng là chỉ có 4 phút thôi nhá. Thế nên là đâm ra. Vanh nhá. Ok. 30 giây anh tìm thấy à, thế à. Ok, khoan anh nha. Rồi, dữ ta. Rồi, bắt đầu rồi, đi trốn anh em. Đi trốn đi các người anh em. Đi tìm trước. Chúng ta sẽ có 30 giây để tàng hình. Chỗ này là hấp dẫn ta. Trốn nào ghê ta. Trốn đi vào nhà tìm cho. Chỗ này có gì không ta. Chỗ này nguy hiểm quá. Tìm em, tìm luôn đi. Tính luôn thời gian ạ. Ui, ngon này, chỗ này ngon này. Chỗ này ngon này các bạn. Không có chỗ nào chốt vậy. Chỗ này ngon này. Rồi. Ok, 4 phút rồi nha, bắt đầu tính giờ luôn rồi đấy. Vậy tính giờ 4 phút luôn đấy nha, nhớ nha. Ok. Ok, rồi. Ok. Chắc thanh niên không vào nhà đâu. Khỏi có được chạy nha. Không vào nhà. Không thể chạy cái gì được. Chạy chứ, trời ơi, chạy thì... Trời, cái hòn đảo bé tí, hòn đảo bé tí, không thấy được nữa thì thôi chịu đấy các bạn ạ. Ok, chúng ta đứng đây đi. Tôi tìm ở ngoài đi, Vanh tìm trong nhà cho. Ok. Đúng rồi, cứ tìm ngoài thôi, biết sao giờ. Ủa nhưng mà tính ra tính ra là bọn mình không nhìn thấy tên của mấy thanh niên này. Thế làm sao là có thấy mà. Không, đúng không thấy. Chỉ thấy tên của đồng đội thôi. Thấy tên team mình thôi. Cày thật, 30 giây trôi qua thì phải nhá. Ê chết rồi, bị mắc ở đây rồi. 30 giây thì có gì đâu mà nhanh cái tên này. Nãy giờ là đủ 30 giây rồi. Như thế là sao rồi. Rồi sao. Rồi, Michel đã là người bị tìm đầu tiên rồi các bạn. Ui giời ơi, sao lại để cho hai thêm em thôi. Hai thêm em này. Gọi là ghê vậy. Trời ơi. Hôm này, chỗ này là người ta gọi là gì Khang? Người ta gọi là, ở quê Michel người ta gọi chỗ này nhìn giống hố phân đấy Khang à. Ok, hố phân à. Nói, chỗ hố phân à. Nói, ok. Dơ quá ta. Cái này không phải hố phân. Nghe tao lao. Nghe dơ, dơ, dơ nha. Hình như là một phút rồi đấy. À, quay lại. Nghe có chắc vẻ... chắn là đằng cái đấy rồi. Là thùng thôi, thùng ủ phân thôi. Nghe nghe có vẻ giống gần mình thế nhỉ, sợ thế luôn chứ. À, tôi trốn ở đây mà nhìn mấy thanh niên chạy qua chạy lại ngứa cả mắt các điều, bạn. Thằng này, điêu thằng này điêu. Ôi này này bao giờ lúc nói điêu mới nói thật nó giống nhau lắm, thế đâm ra là không có thế nào nhận biết được đâu nhá. Đến đâu ta. Ủa mày cứ chạy làm cái gì, đi ngó nghiêng cái gì. Trời ơi. À. Ngó nghiêng làm cái gì. Nên nó ngay gần Khang. Vì sao thấy núp ở đâu không? Thôi thì nó ngay gần Khang. Nó không được nói ở đâu nhá. Vì sao biết rồi, vì sao biết rồi. Đừng nói to, nói nhỏ thôi. Đứng ở đây là nhìn thấy luôn đây, đứng núp đứng ở đây là nhìn thấy hết luôn, bao quát luôn đây. Á, chắc chắn trên cây rồi. Không sao. Vành đang gọi là tìm cách để lên nóc nhà đây nhưng mà không thấy. Lên nóc làm gì, có ai đâu. Có ai đâu, cú lên làm cái gì. Không ai đâu. Thật. Không. Núp sao độ cao cây lắm, núp chỉ trốn ở dưới thôi. Không có đường lên nóc nhà nhỉ. Có hay không thì phải tìm mới biết chứ, đúng rồi. Hình như là sắp 2 phút rồi đấy, sắp 2 phút rồi đấy. À. À. Đâu đây? Gãy ở đâu ấy? Chứ thanh niên nhảy quá rồi, thanh niên lại tự nhiên tỏ một cái xuống dưới, cay đấy nhờ. 2 phút trôi. Thanh niên trốn ở ngoài à? 2 phút hơn trôi qua, bạn ơi 2 phút rưỡi. Thanh niên Khang cũng quay quanh rồi thôi. Chưa chát, trời ơi. Đâu ta? Lúc còn chưa biết. Chỗ em hơi đỉnh lắm. Chỗ nào đi vào vòng qua nhà một chút nữa là tìm được ngay mà, trời ơi. Đi tìm cái thùng ủ phân á. À. Ê. Có vẻ đẳng cấp ấy. Có á đẳng cấp. Lon đấy, lon nhỉ. Lớp xe này hơi lon đấy. Lớp
xe này hơi lon đấy bạn ạ. Làm sao mà tìm được? Không nhận là nếu là mình ý, mình cũng không nghĩ được như thế đâu. Thật sự là không nghĩ được đâu, bởi vì là không có nghĩ được luôn đấy chứ. Đâu tớ đã xem Zeno là Zeno ở đâu ta? Lúc còn chưa thấy Zeno ta. Đấy à, chưa thấy. Zeno ngày phục hồi đấy. Không được nói đi tìm thôi. Nên Zeno vừa xuống làm gì có ai thấy đâu. À thử ạ, ai thấy đâu. Để nó vào ra nút TP ra. Để tỏ, dưới nước, dưới nước. Ha, à, tự nhiên này có quả. Căng này, Khang. Căng, trời ơi. Uầy, còn đâu đó khoảng 30 giây nữa thôi, 30 giây nữa thôi. Có một xíu thôi, đầu cố lên. Ui giời ơi. Thực ra đâu nhỉ, 30 giây chắc chắn là đang ở đâu đó quanh này dưới nước rồi. Để chuột đi tìm một vòng quanh biển cho. Không có dưới nước đâu. Không có dưới nước, dưới nước bị ngạt thở rồi. Thực sự là nếu mà quay thì nên nước vừa trốn dưới nước rồi. Cái này rất là dễ nha, chỗ này rất là dễ. Nhưng mà công nhận là mấy thanh niên cũng không thể nào mà để ý được. Thật, công nhận dễ thật. Dễ à? À, rất là dễ luôn đấy. À, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, thực ra là hết giờ. Nói chung là sông xanh mấy giây các bạn. Rồi. Đâu, thanh niên trốn đâu? TP lên, TP lên, TP lên. Nó tên kia Zeno này màu xanh nhìn rất đấy. Ôi trời ơi. Đây là lúc đang định đánh một skin này. Nhưng mà nó đánh đi ớt tin đi. Đứng ở đây. Đứng ở đây chuẩn bị trận đấu đi. Rồi. Quên mất. Ok, tí sinh tiếp theo tìm nút xung vòng luôn. Ai đi tìm cùng thì đi. Ok. Lúc này đây. Nút chờ vô dưới đây. Mấy này kia dắt đi. Cho nên đến ngày qua sau đấy. Vậy nó mới dễ. Ok, ok, ok. Đó, vậy nào còn Zeno. Đâu thì Zeno à, phải biến bên kia cái mod 2. Rồi, cái mod 2. Rồi, ok. Ok, thì Zeno luôn của TP lên đi. Được chưa? Rồi. Ok anh em ơi, không sao. Giờ tìm được hết chỗ hết rồi đúng không ạ? Trốn nó kỹ vào nha. Tính ra là cái này mình không có thời gian chờ đâu. Đấy, mình là vào một cái là đi vô luôn bạn, đi đánh bừa luôn bởi vì mình có tăng hình mà. Đi gõ. À, cái đeo chân này đúng không ạ? Đi theo chạy luôn, chạy đi theo luôn. À, quay lại à. Đi theo luôn, đi theo luôn. Nút chưa thấy dấu chân. Nút chưa thấy dấu chân. Chạy vô nhà, một con rời nào chạy vô nhà rồi. Ok. Ơ, đánh không được. Không, phải hết tăng hình. Như lúc đánh không được à? Ai dễ luôn. Ơ, Zeno đi luôn à. Ôi giời. Thề chứ. Quá lòn nha. Chưa hết rồi đấy. Bây giờ ai đây ta? Ôi giời ơi. Chưa được. Ôi giời ơi. Chưa được. Chỉ có được 30 giây thôi anh em ạ. Uầy, còn vanh với cả chuột phải không? Ok, ra bắt đầu. Này chưa kịp thấy à. Lúc cũng vừa lấy cũng chưa thấy mấy anh em đâu. À, thằng Nghĩa lại nói treo, trời ơi. Đấy, để ý ra bên ngoài đây, để lúc tìm trong nhà cho xem. Em đang tìm xung quanh. À, luôn nguy hiểm quá. Thay lời hoàn nha. Thay lời hoàn nữa chứ nào. Đứng ở này, đây này, đi đứng này này. Đứng này, đứng này này. Thằng Nghĩa tức chèo cây Jesus. Thường thiên lào các bạn ơi, tự ăn đẩy này, thanh niên chuột này trên ra trèo cây này. Úi giời ơi, chết dở rồi, game dễ quá. Dẻo đâu nhỉ. Mình còn chưa kịp làm cái gì, Khang đã mút chuột chuột hết rồi thế này. Trời các bạn ơi, hỏng hết rồi. Tí thanh niên chuột đi thế nào, chắc thanh niên cũng bên ngoài đâu. Thanh niên này trèo cây gì đấy. Chạy làm gì? Đi xuống đi. Tuấn chỗ trí nhờ. Trời ơi. Cái nào chỗ là chỗ của em không ta? Xem lại đi. Đang để check mấy cái bên này các bạn đây. Một phút trước qua. Mới có một phút thôi. Một phút rồi, thực ra một phút hơn, một phút rưỡi. Ôi giời ơi. Chắc win luôn rồi. Cho 2 phút luôn, bạn làm tròn luôn 2 phút đi cho nó gọi là rực rỡ. Đấy. Xem nào. Lần này không ai tin được tôi hết. Em sợ ta, ghê quá nhỉ. 100% luôn. Dứa nhỉ. Tự tin đấy nhờ. Ui cái tiếng chân gần đấy nhờ. Chết dở rồi. Dạ chắc gì đấy. Thì tự tin quá kia là các anh tìm anh em mình lại để thua để cho thanh niên thế luôn à. Để đúng rồi. Kìa. Đúng là con chuột cấp chưa treo lên chỗ này rồi. Thế nhiên này không nhận là trong này màu vàng. Leo lên nóc nhà đúng không ạ? Cũng nhìn cũng khá là giống đấy. Rồi ơi. Ui dễ quá không ấy nhờ. Đâu rồi nhờ. Dê nó đi tìm Zeno. Trong này cho mấy thanh niên hẳn gọi là một phút đi tìm là được chó đi đúng không ạ? Ai dạy. Ok. Chưa hết chạy luôn hả? Tìm rồi. Ai quá thể luôn chứ. Uầy, thực ra là lanh quanh nó có mấy chỗ trốn các bạn ơi, mình phải đi tìm chỗ mới. Không, bây giờ rút ngắn cái thời gian đi tìm lại. Rút ngắn ra. Đúng rồi, thế này là hợp lý rồi. Bằng nhau chứ bây giờ lại tự nhiên. Bằng nhau phải nốt ván này mới được. Tính ra tại vừa nãy thanh niên Khang chưa gì đã đi khua rồi. Đi mọi người đi trốn được tàng hình còn gì nữa điền. Ai biểu chạy cho hiểu vô chừng gì ai biết được. Người đi trốn người ta được tàng hình. Trời ơi, người ta đã thế rồi.
Tôi chết dở rồi, không kịp rồi. Chả lẽ à, biết trốn chỗ nào đây này. Epicell nghe tiếng bảo gì gần đây lắm gì đâu ạ. Chết dở thôi. Rồi. À, cày đấy nhờ. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi sao, không sao, dễ người dễ ta, có người khó ta anh em, có gì đâu. Làm gì không đánh cửa. Chui ra. Cái cửa này không đóng. Cửa đóng rồi mà. Không đóng mở cái cửa tâm hồn. Cửa này mở à, thấy thế nhở. Tôi đang gọi là ngó bên này, tôi lại không để ý bên này các bạn ơi. Cứ tưởng là cái cửa này nó không đóng được. Chui vào đây nó có thấy đâu. Đây này, chui vào đây nó có thấy là cái cửa này nó lòi ra đâu. Đấy, mới ra đây. Bộ này trí lắm. Cảnh thật sự vậy. Bây giờ rồi còn ruột với vanh nữa bạn ơi. Tính ra là rồi, ok xem. Ruột với vanh thôi. À, ruột với vanh ở đâu nè, xem tên với vanh là. Ôi vanh thì sớm muộn thôi, vanh thì sớm muộn thôi, còn chuột. Sao chui đó hay vậy chuột? À, thanh niên này thì nói chung là thanh niên này có triển vọng hơn thanh niên vanh nữa bạn ạ, triển vọng. Rồi. Vanh đi rồi. Vanh đi rồi. Còn lại còn đây tên chuột kìa. Ôi trời. Sớm muộn thôi. Ghê đấy nhỉ. Trời chuột áo thật đấy. Thật sự là đúng là khó hiểu thật. Khó hiểu thật rồi đấy. Cuộc chiến à, cuộc gọi là đi tìm nó cũng khó hiểu thật. Quá là khó hiểu. Người chấp đến là dễ tìm, người không chốt thì... Một phút trôi qua đâu, quên mất một phút rưỡi. Thực là chọn 2 phút luôn. 2 phút luôn. Bây giờ là mấy thanh niên không tìm được thanh niên chuột nó dễ như thế này, không tìm nó chịu rồi. Chưa hẳn là ông mà Canada. Ơi chưa phải. Mà tao đừng làm người ta dối, trời ơi. Tao có quyền. Có khi không tìm được thật đấy. Có khi không tìm được bởi vì nó không có thấy được lên nha. Không tìm được rồi, đúng rồi nha. Lên thì nói thế mấy thanh niên sao mà biết được ở đâu. Đấy gợi ý sẵn luôn cho đấy. Ôi giời, phải lên thở cái đã. Nhìn kìa. Zeno à, đi sao Zeno không thấy nữa thì thôi đấy. Zeno ơi. Trời đất ơi, thanh niên Zeno ơi. Thế đâu ạ, tôi chịu rồi. Đi không thấy được một điều đấy. Chịu rồi đấy các bạn, anh Zeno. Đi lướt qua như thế rồi. Thanh niên chủ chắc là chùm cho nó tìm rồi. Đi Zeno tôi chịu rồi. Còn thanh niên Michelle làm cái gì đấy. Không thể nào ngờ được. Vì Michelle cứ lang thang ở đây tìm cái gì, trời ơi. Đi tìm cùng Zeno đi kìa. Úi dồi, Zeno ta không thấy được luôn à Zeno. Úi dồi. Zeno ơi là Zeno, tôi thất vọng quá. Gì vậy? Quá thất vọng. Kìa. Úi dồi, quá thất vọng. Úi dồi ôi, thế này có khi tôi mắt to như thế mà không tìm thấy được. Thời gian quá, mình không tìm thấy, chịu rồi. Úi dồi ôi. Mày thêm hẳn 7 phút nữa để tìm ấy. Khinh khinh gì cả, khinh gì cả. Ôi dồi ôi. Quá thất vọng luôn. Ôi dồi ôi. Rồi, gặp bóng vào đây. Gì hoài đấy. Gài à? Mày đi ăn gài đấy. Không phải chỗ này đâu. Làm mình đi ăn gài. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, Michelle ơi. Michelle. Im đi. Ở đây Michelle ơi. Thực ra là hết giờ rồi, bạn cho thêm 1 phút nữa đi. Cho thêm đấy. Rồi, cho thêm hẳn 1 phút luôn. Ờ, cho thêm hẳn 1 phút nữa các bạn. Ôi trời ơi, Michelle ơi. Thả lúc thất vọng Michelle lắm đây. Tí nữa Michelle sẽ hối hận. Michelle thật sự sẽ hối hận. Rất hối hận. Ờ. Rất hối hận. Rồi, đến nha. Ok, đến nha. Đầu hàng rồi ạ. Ôi dồi ôi. Thấy chưa? Thấy chưa đấy? Thất vọng okay. Chưa? Đã thất vọng chưa? Zero đi qua cửa sổ. Thanh niên Michelle ngẩng cái này nha, lúc thấy nó thanh niên chui vô cái buồng ra rồi luôn đấy. Không thấy thì chui ra. Quá thất vọng. Khá là tính ra là bên của thanh niên vay. Không, bây giờ Vay là thua nhất. Nãy là Vay là thua. Zeno hai người tìm đấy, mỗi người một người đi tìm đấy, Michelle đi tìm luôn cho. À bây giờ thế thì bên kia Vay bị cả chuột ai xung phong nhỉ? Ờ Vay thích đi, Vay đi đâu? Vay đi đâu? Vay đi tìm à? Đi bên trốn. Ok, tôi đi trốn. À, thằng này mình phải tìm cái chỗ nào ấy rồi. Thế nên đừng cái 1-2 đi. Trời ơi, ok. Lọt hố rồi. Lọt hố rồi. Cái 1-2 đi thì mới chơi được. Đi rồi, chơi. Đây rồi. Nhóm 2 đi. Cái 1-2 nhanh lên, khẩn trương trận đấu sắp bắt đầu rồi, đứng đơ đấy em đi. Ơi. Ok, đây vẫn gọi là hiện bóng ma này.
Rồi, thì nó mất hai cái chỗ rồi. Sao thanh niên lúc đấy vẫn ấy mà. Thôi kệ đi. Mình vào đi anh ơi. Ôi đứng lại luôn. Đứng lại luôn. Imo đi thật chậm mà mấy thanh niên thấy hết đấy. Nhưng mà ở đây tỷ lệ chết cao lắm, bên này dễ. Ở đây hiểm quá, hiểm quá. Mẹ dễ lắm à. Vâng nhưng mà không tầm được à? Hả? Đi chỗ tách ra, tách nhau ra. Đấy, thấy không, thấy không. Đúng cái gì? Ngay chỗ này là win luôn à. Win luôn à? Qua đây nè. Đâu. Nhìn em này, qua bên chuột. Qua bên chuột, qua đây này, nhảy qua bên kia. Nhảy qua bên này, chuột. Hiểu không? Rồi, lên. Nhảy qua bên này mà đúng, nhảy qua bên này. Im mồm. Có thể. Ui giời ơi, không phải trốn đâu, anh em ra đây, PC bảo này anh. Lên Núp ở bên cạnh diện nhà bên. Núp mình nghe mấy thanh niên đùa mấy rồi. Thanh niên xanh bỏ lên luôn rồi. Đùa. Rồi mình chạy kịp. Sao lại chạy? Nhưng mà Khang đâu rồi? Có ai thấy đâu, có ai thấy được em đâu. Có ai thấy Khang đâu, Khang di chuyển trốn từ lúc trước khi mọi người hết tàng hình mà. Trời ơi. Đúng rồi. Nhưng mà chỗ này tỷ lệ tìm thấy khá là cao, nói chung là cũng được. Chỗ này thấp này thì nhìn cũng khá là khoai. Nếu mà không ai nói gì là không biết đâu á. Ok, còn 3 phút cho mấy thanh niên đi. Anh Khang chạy được đâu nhở? Chỉ gần gần khu đấy thôi, chắc là nhảy ra ngoài là cùng. Tìm đi. Tìm được không? Mày thích yên Khang ở chỗ yên chuột rồi đấy, mày ơi. Lên đi. Okay, Khang nhảy xuống đi, không mất thời gian. Lên đây. Phải bắt được người ta. Chỗ thích yên chuột rồi đấy. Mày ơi, thanh niên đang spawn ra ở cái khu này không phục tí nào luôn đi. Tao phải nghe lời mấy thanh niên rồi. Đứng đây, đúng rồi, đứng đây nghe. Rồi cuối cùng mấy thanh niên này nhảy lên vồ luôn ạ. Cài, bạn. Vồ một phát, được ba thanh niên luôn. Đâu, chỗ thanh niên chuột à? Ở đây chỗ này làm gì phải chỗ thanh niên chuột. Thế ở cái rìa nhà bên cạnh ấy, rìa bên này, rìa bên kia thì sao đứng này? Mất giời chưa nhỉ? Không còn lâu, còn 3 phút, 4 phút, lại phải trèo lại à? Ok ha. Thế tìm được lần ra đi tính nha. Lại phải trèo lại. Đi. Không, đi sang bên này này à? Cái bên rìa bên tay phải bánh. À, luôn như. Lại phải trèo lại, thanh niên chả nói sớm. Có thằng chạy không nhỉ? Không biết thì biết rồi, nhưng mà chẳng qua Vanh vừa nhảy xuống thôi. Nói chung là chỗ này dễ bạn, vừa lấy thì nên Vanh lên được rồi. Rồi, nói chung là rồi, Khang xuống đi cho đi anh. Trời ơi, xuống đi. Vẫn chưa chắc các bạn, Ơ kìa, lại té. Đấy, té rồi đấy, hết giờ đây. Đâu, hết đâu. Tính ra ngày hôm nay mỗi mình thanh niên chuột win nè. Zeno win rồi. Chuột mới Zeno bạn ơi, ui. Tính ra các bạn thấy không? Tính ra là cũng hết chỗ mình trốn win rồi. Mà lúc nhà. Mình win đó mà. Mình tìm win bạn đấy. Tính ra là cái chỗ hòn đảo này cũng khá là nhỏ. Đâm ra là chỗ trốn nó gọi là hẹp các bạn nhé. Đấy, đâm ra cũng không có nhiều. Thôi thì chúng ta đã gọi là có 2 chiến thắng đến từ hai game đấu các bạn. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái mini game trốn tìm ở trên đảo hoang rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nữa kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút tìm. Ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.